Thiên Hà Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngoài việc cho ra đời những dây nguồn cao cấp ở phân khúc tham chiếu, hãng phụ kiện âm thanh nổi tiếng Nhật Bản là Furutech cũng trình làng hàng loạt những cái đầu cắm với cái chuẩn mới là NCF dành cho dây nguồn với những công nghệ và kỹ thuật chế tác vượt trội. Không dừng lại ở những thành công trên các sản phẩm của mình, hãng phụ kiện danh tiếng Nhật Bản tiếp tục hướng đến nâng cao hơn nữa chất lượng phụ kiện của mình bằng việc cho ra mắt loạt sản phẩm NCF hoàn toàn mới. Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trong các đầu cắm NCF là sử dụng vật liệu đặc biệt giúp tăng cái khả năng giảm sóc hiệu quả cho kết nối của dây nguồn. Công nghệ giảm sóc tiên tiến sử dụng vật liệu Nano Crystal Formula, đó là chính là cái viết đầy đủ của cái từ cụm từ là NCF, tức là sử dụng vật liệu Nano Crystal Formula. Vật liệu này giúp gia tăng đáng kể khả năng giảm rung chấn trên các đầu cắm ảnh hưởng tới kết nối. Bên cạnh đó, các đầu cắm cao cấp được trang bị công nghệ NCF mới của Furutech đều được xây dựng từ các thành phần vật liệu kỹ thuật cao khác. Các bộ phận kim loại của chúng được trải qua quy trình xử lý alpha, một thuật ngữ của hãng để nói về quá trình xử lý kim loại qua các công đoạn đóng băng ở nhiệt độ rất thấp và khử từ. Điều này được cho là cải thiện đáng kể khả năng truyền dẫn. Đây là một kỹ thuật từ bằng sáng chế Floating Field Damper của hãng được phát triển nghiêm túc giúp cải thiện rõ rệt hiệu suất âm thanh của các hệ thống. Vật liệu Nano Crystal Formula được sử dụng bao phủ trong thân của các đầu cắm. Cụ thể ở đây là hai cái đầu phích cắm nguồn, một đầu là đực. Quý vị các bạn lưu ý là cứ thấy những cái chân cắm này thòi ra thì là đực. Đây là chuẩn để cắm theo chuẩn Mỹ. Còn đây là đầu cắm cái, là dùng để chúng ta cắm vào âm ly. Đây, cứ có lỗ thì là cái, mà cứ thòi ra là được. Đấy là một cách dễ nhất để quý vị các bạn phân biệt. Thì đây là một cái tổ hợp phích cắm vào ổ cắm, và một cái phích cắm thì để cắm vào máy. Chất lượng rất là cao và chỉ có những cái hãng trang bị cho mình những cái rắc cắm dành cho những cái bộ dây đầu bảng thì mới trang bị đến những cái phích cắm này. Và quý vị các bạn hoàn toàn có thể là mua riêng phích cắm và mua riêng dây nguồn, hoặc chúng ta có thể độ, tức là chúng ta sẽ thay phích cắm chất lượng cao của Furutech, thay thế vào những cái phích cắm nhựa đang có trên những cái sợi dây chất lượng tốt của các bạn. Đây là vật liệu đã được chứng minh là có thể giảm được cái rung chấn và chống cộng hưởng hiệu quả. Nó giúp loại bỏ các ion tĩnh điện sinh ra trong quá trình truyền dẫn của dây và biến nó thành nhiệt năng. Bên cạnh đó, Furutech còn kết hợp vật liệu này với các hạt gốm và bột carbon có kích thước nano để gia tăng hơn nữa khả năng cái chống rung chấn, chống sóc hiệu quả. Có tất cả là 5 model đầu cắm trong cái series NCF. Còn ở đây chúng ta đang có là mã FI50 NCF. Nó có giá bán lẻ là 6.500.000 đồng trên một cái phích cắm mà quý vị và các bạn đang được thấy. Các dây nguồn đầu bảng mới được trình làng của hãng như là Power Reference Mark 3, Nano Flux NCF Power đều sử dụng các đầu cắm NCF mới này. Như vậy là chất lượng rất cao và được tin cậy dùng cho những dây nguồn chất lượng nhất. Quý vị các bạn cũng có thể độ thay thế để nâng cấp chất lượng của dây nguồn của mình lên một tầm cao mới. Và thực tế là đã có rất nhiều dân chơi audiophile, dân chơi âm thanh, họ đã thay thế những cái đầu cắm Furutech chất lượng cao này cho dây nguồn và tỏ ra hài lòng. Thì với quý vị các bạn, có lẽ chúng ta đang bỏ sót một chi tiết, đó là các đầu phích cắm chất lượng cao. Thì có thể lưu ý đến bộ sản phẩm này, hoàn toàn là có giá bán rất tốt tại Thiên Hà Audio là 6.500.000 đồng. Sản phẩm mới được phân phối chính hãng và hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong cả một quãng thời gian rất dài mà không còn phải suy nghĩ hay là lưu ý gì hơn. Và tất cả các đầu cắm này khi chúng ta cắm thì sẽ thấy cái sự tiếp xúc rất là hoàn hảo. Nó vừa đủ chặt mà nó không bị lỏng, cũng không quá chặt để chúng ta có thể khó khăn khi cắm ra cắm vào. Rất là tuyệt vời. Và ngoài ra cái cảm giác được cầm lên một cái đầu cắm cao cấp này, nó luôn là một cái cảm giác rất là tuyệt. Nó được gia công cực kỳ chuẩn. Đấy, cái công nghệ NCF này đã được minh chứng, đem lại chất lượng rất tốt cho các cái
đầu giắc cắm, và nó hoàn toàn là giảm được cái nhiễu điện và biến những cái rung chấn không mong muốn khi mà hệ thống chúng ta chơi nhạc, nhất là chơi nhạc ở cường độ âm thanh lớn với những cái tiếng bass lớn, thì những cái sự rung chấn đó sẽ được chuyển thành nhiệt năng bởi cái công nghệ vật liệu NCS của hãng. Bộ sản phẩm được bán tại Thiên Hà Audio cũng như rất nhiều các phụ kiện đặc sắc nữa đều được bán tại Thiên Hà Audio. Kính mời quý vị các bạn chúng ta ghé qua showroom của Thiên Hà Audio để có thể lựa chọn được cho mình những cái phụ kiện đặc sắc nhất và cực kỳ cần thiết đối với bộ dàn âm thanh của chúng ta. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.